Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, Phong vẫn đưa thông báo Phong, Trương Quốc Huy và Huy Đức sẽ có mặt cùng đồng hương tại Atlanta để chống lại sự hiện diện của Đàm Vĩnh Hưng, một kẻ gây chuyên gây tổn thương cho cộng đồng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ có mặt trong buổi rally vào ngày thứ Bảy tuần này để ủng hộ cho ứng cử viên Herschel Walker, người đang tranh chức thượng nghị sĩ tại tiểu bang Georgia trong cuộc runoff ngày 6 tây tháng 12. Cảm ơn tất cả mọi người. Hy vọng rằng gặp tất cả các đồng hương ở Atlanta và các vùng phụ cận cùng về để mà phản đối sự hiện diện của Đàm Vĩnh Hưng. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và đó là cái thông báo của Phong. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua phần tin tức mỗi buổi sáng của chúng ta. Đầu tiên hết là tiểu bang Texas đã một nhóm ở tiểu bang Texas đã khởi kiện chính quyền của Joe Biden trong cái nghị trình về khí hậu toàn cầu. Tổ chức có tên gọi là Texas Public Policy Foundation, gọi tắt là TPPF, đã chính thức khởi đơn kiện đối với lại ba cơ quan của chính quyền của Joe Biden trong việc mà họ đã không đáp ứng được cái đạo luật có tên gọi là Freedom of Information Act, tức là đại luật quyền tự do biết thông tin của người dân, trong đó yêu cầu và phải cung cấp các nguồn tin về cái chính sách về khí hậu toàn cầu của ông Joe Biden, đặc biệt là liên quan tới cái hiệp ước về Paris. Trong ngày đầu tiên trong cái À, khi mà nhận chức tổng thống thì ông Joe Biden đã đồng ý là sẽ quay trở lại cái hiệp ước về khí hậu toàn cầu Paris đại diện cho Hoa Kỳ và sau đó loan báo rằng chính quyền của ông ta sẽ thành lập một cái gọi là National Determined Contribution gọi tắt là NDC trong đó cam kết là sẽ đưa ra mục tiêu giảm đi tình trạng ô nhiễm của Hoa Kỳ từ 50 cho tới 52%. À, cựu tổng thống năm trước đó đã hủy bỏ cái hiệp ước này à, vốn đã được đồng ý dưới thời của Obama năm 2015 và khi Hoa Kỳ tái gia nhập thì Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ trong đó nói rằng sẽ có một cái hệ thống làm việc chưa từng có cho hành động của toàn cầu và chúng ta cần phải quyết định ở đây là một sự thật và theo mục tiêu đã được gia gia tăng và chúng ta sẽ đối phó với tình trạng mà gọi là khí hậu toàn cầu đang bị hâm nóng đây được xem là một trong những cái chi tiết đã diễn ra vào năm ngoái và tổ chức tppf đã điền đơn kiện với lại phía Bộ Thương mại và kể cả cơ quan đặc trách về năng lượng của Hoa Kỳ và trong đó họ yêu cầu là đã phải cung cấp tất cả những cái uh, thông tin cần thiết cho họ. Tuy nhiên, uh, các cơ quan này đã không cung cấp tung thông tin theo cái đạo luật gọi là Information Act uh, trong đó thì uh, cái đạo luật này cho phép là các cái uh, tổ chức và các cá nhân được quyền yêu cầu các cơ quan uh, của liên bang là phải uh, cung cấp những thông tin cần thiết liên quan tới cái uh, dự luật và những cái thảo thuận từ bên ngoài. Đây được xem là đơn kiện hiếm hoi từ Texas khởi kiện vào cái chính sách về khí hậu của ông Joe Biden trong khi đó thì thượng nghị sĩ con tên đã hậu thuẫn cho việc mà chính quyền của Jordan đã miễn trừ mà miễn tố đối với lại thái tử Saudi Arabia chính quyền của Jordan đã quyết định là sẽ miễn tố đối với lại thái tử của Saudi Arabia liên quan tới cái chết của nhà báo Khashoggi và trong đó cho rằng là ông ca ông thái tử có tên là Mohammed bin Salman được quyền miễn trừ trong cái tính cách ngoại giao và thượng nghị sĩ thăm con trên trong ngày chủ nhật lên tiếng và đồng ý với sự đa, 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 quyết định này của tòa đốc giữa lúc mà tờ washington post đã chỉ trích rất nặng nề cái uh, quyết định trên của chính quyền joe biden đây được xem là một trong những cái à, à, rõ ràng là à, một trong những cái quy tắc mà chúng ta đã phải làm với cộng đồng quốc tế đó là lời phát biểu của vị thương nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Arkansas trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình Fox và nói rằng à, ừ, à, hiện nay mặc dù Saudi Arabia vẫn xem là một quốc gia bị vi phạm nhân quyền tuy nhiên ông chỉ ra cho thấy là phía Iran đã có những cái cuộc gọi là thảm sát hàng loạt đối với những người biểu tình trên đường phố Trung Quốc vẫn đang có những hành động gọi là mổ lấy nội tạng của con người và những hành động được xem là diệt chủng này lại không được tờ Washington Post và một số những kẻ mà đòi uh, xét xử ông thái tử Saudi Arabia đã lên đã không lên tiếng và ông nói rằng Saudi Arabia là đồng minh của chúng ta đã hơn 80 năm chính quyền của ông Jordan trước đây đã quyết định là sẽ có hành động miễn trừ à, và miễn trừ, à, miễn trừ ngoại giao đối với lại thái tử Saudi Arabia, người đứng đầu trong một à, những cái cơ quan quan trọng tại Saudi Arabia và nói rằng à, đây là một trong những cái thủ tục ngoại giao và những cái cam kết ngoại giao mà Hoa Kỳ đã từng ký với cộng đồng quốc tế. Trong khi đó thì tờ Washington Post đã tìm cách thúc đẩy một số những dân biểu ở tại quốc hội và kể cả thượng nghị sĩ là lên án hành động này của ông Joe Biden bởi vì ông Kasugi vốn là một tay viết bình luận cho tờ báo của Washington Post đã bị sát hại tại một cái văn phòng lãnh sự quán của Saudi Arabia ở tại Thổ Nhĩ Kỳ trước đây năm 2018 và kể từ đó thì tờ Washington Post đã liên tục có những cái bài báo và kể cả những cái vận động hành lang để mà tìm cách gọi là buộc ông Kasugi thái tử của saudi arabia phải chịu trách nhiệm cho cái chết của nhà báo kasugi đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ cho biết họ đã à, cứu được một chiếc tàu à, tè, dịp vượt biên của người Cuba mà trong đó có bốn người đã bị thiệt mạng. Bản tin mới nhất cho biết một chiếc tàu tự chế chở khoảng 18 di dân đã bị dạt và trận ở tại cái khu vực ở Florida. Trong đó thì à, ít nhất có bốn người đã bị thiệt mạng khi chiếc tàu này đã bị đắm. À, phía lực lượng tuần duyên cho biết chín người còn lại đã được cứu cấp và một người đã được à, phục hồi sau khi mà đã bị ngất xỉu ở trên tàu. Ít nhất là có một số những cái à, À, người ở trên này đang bị đói rất là nhiều và họ đã à, vượt biển bằng một chiếc tàu dài khoảng 6, phí, 6 phút tới 8 phút à, và họ di chuyển trong cái tốc độ với cái mức gió là khoảng 30 dặm một giờ và năm người trong số đó à, đã bị à, đã được điều trị một cách trầm trọng theo lực lượng tuần duyên cho biết thì à, biến cố này đã xảy ra khi mà những người à, tị nạn này từ Cuba nơi mà à, cả, họ nhắm vào cái việc mà gọi là tìm cách đào, đào thoát tới Hoa Kỳ và lực lượng tuần duyên cho biết cho một bản tác binh bằng tiếng Spanish là những cá nhân mà tìm kiếm cái thông tin về Hoa Kỳ và gia đình cần phải có những cái thông tin chính xác từ tòa đại sứ của Hoa Kỳ và các thành viên của những người Cuba có thể sẽ bị ngăn chặn bởi lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ và vui lòng liên lạc với lại những cái chính quyền địa phương quý vị để hiểu thêm về cái chính sách di trú của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất của những người tị nạn đã đào thoát khỏi Cuba. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay cùng một lượt thì cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay thượng nghị sĩ paraso cho biết là các thành viên của đảng hòa trong thượng viện đang tập trung vào cuộc bầu cử của ông Herschel walker tại georgia bản tin mới nhất cho biết là lãnh đạo cái khối thượng viện của đảng cộng hòa đang tìm cách thực hiện tối đa cuộc chạy đua vào thượng viện của ứng cử viên Walker trong lúc mà các nhà lập pháp của đảng hòa đang cố gắng để giành lại cái ghế này từ tay của đảng dân chủ sau khi mà đội bên đã không đạt được 50% khối phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua và sẽ phải tranh cử trên nó vào ngày 6 tây tháng 12 sắp tới đây. Điều một cái tin tốt là các thành viên đảng cộng hòa đã chiếm được cái sàn của hạ viện. Đó là một trong những lời phát biểu của vị dân thượng nghị sĩ thuộc tiểu bang Wyoming đã nói với đài truyền hình Fox. Fox News và chúng ta sẽ tiếp tục cái chiến thắng này và chúng ta sẽ tiếp tục à, giành lại chiến thắng này à, và để chúng ta phải hỗ trợ cho ông Walker. Hầu hết các thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa ở tại Thượng viện đã bắt đầu có mặt ở tại Georgia để hỗ trợ cho ông Walker trong cuộc runoff ở à, đây quan trọng và cuộc tranh cử này quyết định cái khối phiếu ở tại thượng viện hiện nay thì đảng dân chủ được 50 phiếu và đảng đảng cộng hòa được 49 phiếu trong đó thì à, gần như là họ đã tiếp tục chọn ông Mitch McConnell để trở thành lãnh đạo khối thiểu số tại Thượng viện mặc dù có sự ra tranh cử của ông Rick Scott. Tuy nhiên thì cả hai người đều là xem là những nhân vật được xem là quyền lực của Đảng Cộng Hòa. Hiện nay có 37 trên 10 đã bỏ phiếu cho ông Mitch McConnell trở thành lãnh đạo và cái chiến lược của ông ta theo thường trình của ông Parasol cho biết. Trong khi đó thì ông Mitch McConnell đã lên tiếng và nói rằng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ toàn bộ các thương nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa để hỗ trợ cho cả ông Walker ở tại Georgia một cuộc bầu cử mà phía đảng hòa cho rằng quan trọng. Ông Panos đồng thời cũng thảo luận về tình trạng gọi là lạm phát và tình trạng gọi là mùa lễ sắp tới và mua sắm đã bị chậm lại và ông nói rằng đây chính là nguyên nhân mà đến từ Washington DC khi mà áp dụng cái chính sách về năng lượng của họ đã khiến cho Hoa Kỳ rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng, giá cả thực phẩm tăng cao, lạm phát đã diễn ra do cái tình trạng gọi là thúc đẩy cái nghị trình về khí hậu toàn cầu và ông nói rằng cần thiết phải quân bình lại chính sách này để mà thúc đẩy cái nền kinh tế quốc gia không rơi vào suy thoái. Đây được xem là một trong những lời lên tiếng khá mạnh của ông Paraso kêu gọi tất cả các thành viên của Đảng và tới Georgia để mà hỗ trợ cho ông Walker. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, lãnh đạo khối đa số tại Xin lỗi quý vị, lãnh đạo của Hạ Viện hiện nay, tức là à, Chủ tịch của Hạ Viện à, lên tiếng và nói rằng nhân vật mà bài Do Thái là bài dân biểu OMA sẽ bị đẩy ra khỏi tất cả các quỹ ban ở trong Hạ Viện. Lãnh đạo của Đảng Hòa tại Hạ Viện là ông Kevin McCarthy lên tiếng cam kết rằng khi mà chính thức trở thành Chủ tịch của Hạ Viện, thì nữ dân biểu Ihan Oma của đảng dân chủ tại Minnesota sẽ bị đẩy ra khỏi cái quỹ ban đặc trách về đối ngoại của hạ viện kể từ khi mà bà này đã có một cái tinh thần gọi là bài do thái và chủ nghĩa bài hoa kỳ và vào năm trước tôi có lên tiếng và và hứa rằng khi mà tôi trở thành chủ tịch của hạ viện tôi sẽ xóa bỏ vai trò của bà dân biểu Ihan Oma ra khỏi quỹ ban đối ngoại của hạ viện à, dựa trên cái lời phát biểu đa bài do thái và bài hoa kỳ của chính bà ta ông McCarthy đã phát biểu trong ngày thứ bảy trong một cái video và tôi sẽ giữ lời hứa này Ihan Omar được xem là người thường xuyên chỉ trích do thái và so sánh cái uh, quốc gia do thái uh, với lại của uh, và hoa kỳ với lại lực lượng hamas và taliban uh, được xem là cái tổ chức khủng bố và bà ta đã uh, đề nghị uh, tẩy chay phía do thái và ban lệnh cấm vận đối với lại do thái uh, chúng ta đã thấy rõ tình trạng mà bài do thái nằm ngay trong cái khuôn viên của chúng ta và chúng ta đã thấy đó rõ ràng nằm ngay trong cái tòa nhà quốc hội ông McCarthy đã nói với lại cái cộng đồng của người do thái trong cuộc bầu cử năm 2022 khi mà ông gặp gỡ với lại các lãnh đạo của cộng đồng Do Thái tại Las Vegas vào hôm thứ bảy, tôi đã từng đưa ra lời cam kết với quý vị vào lần trước là đây là cái điều mà tôi cần làm đối với bà Ihan Oma, đó là lời phát biểu của ông McCarthy đã đưa ra và tôi sẽ làm điều này. Hiện nay thì bà Ihan Oma đang giữ một vai trò trong ủy ban đối ngoại của hạ viện và trong đó bà ta luôn có những cái lời lẽ chỉ trích và bài Do Thái. Hiện nay thì gần như là cái chủ nghĩa bài Do Thái do chính bà này đã loan đã lan truyền trong quốc hội và bà ta có những ngôn ngữ gần như là không hề đứng về người dân Hoa Kỳ và điều này đã khiến cho một số những đồng nghiệp của bà ta cảm thấy bất mãn. Tuy nhiên thì bà ta thuộc cánh cấp tiếng và áp lực đối với đảng dân chủ khiến cho đảng dân chủ bất lực và không làm được gì được bà ta tuy nhiên lần này thì đảng cộng hòa nắm lại quyền đa số trong hạ viện họ có thể đẩy bà này ra khỏi cái quỹ ban đặc trách về đối ngoại của hạ viện đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố mới nhất của ông kevin mccarthy đưa ra và trong đó bà ihanoma có thể sẽ bị đẩy ra khỏi tất cả những cái quỹ ban ở trong quốc hội đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay cựu phó tổng thống Mike Pence lần đầu tiên lên tiếng binh vực cựu tổng thống Trump và cảnh cáo ông Bộ trưởng Tư pháp Galan về tình trạng mà ông này lập ra một cái uh, ban cố vấn đặc biệt để điều tra cựu tổng thống Trump. Sau 2 năm gần như là im lặng đối với lại cái uh, vai trò của cựu tổng thống Trump, lần đầu tiên cựu Phó tổng thống Mike Pence đã lên tiếng và chỉ trích mạnh mẽ cái việc mà uh, hành động của ông Madrid Galan, tức là ông uh, Bộ trưởng Tư pháp khi mà mở ra một cái uh, một cái uh, ban cố vấn đặc biệt để điều tra về cựu tổng thống Trump và ông Pen đã lên tiếng binh vực cho Ông Trump, tôi không biết là có cái hành động nào từ các cái khuyến cáo từ phía luật sư. Ông Pence cho biết, tuy nhiên ông nói rằng đây không phải là một cái hành động đúng và gọi rằng các cuộc điều tra của cái quỹ ban ngày 6 Tây Tháng giêng là một cái hành động được xem là hình ảnh của một quốc gia thứ ba. Thêm vào đó, ông pen đã lên tiếng và chỉ trích mạnh mẽ các cái hành động chính trị hóa của bộ Tư pháp khi mà họ bắt đầu sử dụng biến cố ngày 6 tây tháng giêng và bổ nhiệm một uh, cố vấn đặc biệt để mà tìm cách gọi là truy tìm những cái hành động họ cho rằng là có tội hình sự của cựu tổng thống Trump. Tôi chỉ trích mạnh mẽ tôi uh... Lúc đầu tôi nghĩ rằng ông ta sai nhưng rõ ràng ông Trump đã làm đúng những gì trong vai trò tổng thống của ông và tôi đã khẳng định điều này. Ông Penn đã nói với đài truyền hình NBC và tôi có thể nói với quý vị, cái quỹ ban tư pháp à, trong 10 năm qua ở tại hạ viện, tôi biết được à, cái bộ tư pháp làm việc như thế nào và rõ ràng lần này Họ đã có hành động chính trị hóa trong bộ tư pháp và cố tình lập ra một cái uh, ban cố vấn đặc biệt để điều tra về cựu tổng thống Trump. Ông pen cho biết là Hoa Kỳ đang có một cái uh, gọi một cái uh, tiêu chuẩn vàng dành cho ngành tư pháp trên thế giới. Nhưng nay cái tiêu chuẩn này đã bị uh, phá vỡ bởi chính ông Merrick Garland là bộ trưởng tư pháp khi mà ông ta ra lệnh cho và đồng ý cho việc mà FBI đột kích vào cái nhà riêng của cựu tổng thống Trump vào tháng 8 và ông nói rằng chuyện này chỉ có xảy ra ở cái thế giới thứ ba mà thôi đây rõ ràng là hành động chính trị hóa của bộ tư pháp và họ nhắm vào ông trump tôi nghĩ rằng đây là một điều sai lầm và những gì mà ông trump làm trong thời gian tổng thống tôi đều được biết và tôi biết rằng ông đã làm theo đúng những quy tắc mà được tòa bạch ốc đưa ra và các nhân viên của tòa bạch ốc đã đồng ý đây là lời phát biểu của ông pendera lần đầu tiên lên tiếng binh vực cho cựu tổng thống trump ngay sau khi mà ông maric là Bộ trưởng Tư pháp đã bổ nhiệm một nhân vật mà ông ta gọi là cố vấn độc lập để điều tra về Tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Tổng thống Trump ngày hôm nay. Cùng một lượt thì cựu Tổng thống Trump lên tiếng và cho rằng chính quyền của Joe Biden đã có những cái hành động tham nhũng trong bầu cử. Cựu Tổng thống Trump trên trang True Social Media đã lên tiếng và chia sẻ quan điểm của ông về cuộc bầu cử giữa mùa vừa qua và chính quyền của ông Joe Biden. Đất nước chúng ta chưa bao giờ cảm thấy rằng là có một cái vũ khí hóa về chính trị hóa ở trong bộ tư pháp và FBI giống như quý vị đang chứng kiến hiện nay. Ông Trump đã viết trên trang tru Social Media họ làm tất cả những gì họ có thể làm được kể cả những chuyện mà được xem là bất hợp pháp để bảo vệ cho cái ông tổng thống đầy tham nhũng. Và cái tình trạng con trai của ông ta có những cái hành động phạm tội, à, cái hệ thống này đã bị họ phá vỡ một cách hoàn toàn. Và kể cả hệ thống bầu cử, kể cả cái, cái, cái uh, tình trạng biên giới, họ phá vỡ tất cả những cái uh, quy luật của chúng ta và những cái uh, chính sách và nền pháp trị của chúng ta. Cựu Tổng thống Trump đã không lên tiếng và nói gì về chuyện mà ông đã được mở lại cái chương mục ở trên Twitter trước đó thì công ty Twitter đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến và năm gần 52% à, người à, xin lỗi quý vị hơn 52% những người trên Twitter đồng ý là để cho ông Trump quay trở lại trang mạng Twitter. và ngay sau đó ông Elon Musk đã lên tiếng và nói rằng người dân đã nói ra và ý của Thiên Chúa cũng muốn như vậy và cuối cùng ông đã cho phục hồi cái chương mục của cựu Tổng thống Trump à, vốn đã bị công ty Twitter trước đây được điều hành dưới lực lượng cực tả đã ngăn cấm vĩnh viễn đối với ta cái chương mục của Tổng thống Trump sau biến cố ngày 6 tây tháng Giêng. À, tuy nhiên, ông Musk nói rằng cần phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội và trong đó ông cho rằng đa số người dân đã hỗ trợ cho việc mà... Ta cựu Tổng thống Trump quay lại trang mạng Twitter và cho đó ông đã cho phục hồi toàn bộ cái trương à, à, mục của cựu Tổng thống Trump. Tuy nhiên thì cựu Tổng thống Trump vẫn chưa có dấu hiệu dùng lại trang mạng Twitter. Ông vẫn dùng trang True Social của ông để mà đưa ra những thông báo cần thiết. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, lần đầu tiên một thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ là Mark Warner lên tiếng và xác nhận rằng công ty tiktok đang là một mối đe dọa đối với người dân hoa kỳ thượng nghị sĩ mark warner của đảng Dân chủ chủ tịch của quỹ ban tình báo tại thượng viện nói rằng trang mạng xã hội tiktok đang là một mối đe dọa đối với những phụ huynh và là gây ra sự lo ngại khi mà con cái của họ sử dụng trang app này à, tiktok vốn là một mối đe dọa tiềm ẩn và rõ ràng nó có hai mức độ đe dọa thứ nhất là vấn đề mà họ đã đưa ra những cái tin giả và khiến cho và những cái tin diễu khiến cho mọi người bị tà hoang mang và thứ hai, họ tập trung vào con cái của chúng ta, họ đã khiến con cái chúng ta say mê trên TikTok và hiện nay đang là mối lo ngại của các bậc phụ huynh. Ông Warner đã nói với lại chương trình Fox News Sunday và tất cả những dữ liệu con cái của chúng ta đều bị sử dụng và đều bị nằm ở đâu đó à, và chứa ở tại Bắc Kinh, ông Warner cho biết và ông nói rằng rất khó khăn khi mà buộc công ty TikTok phải đáp ứng tất cả những cái yêu cầu của phía Hoa Kỳ và cái cái lời cái tầng đe dọa thứ hai là TikTok gần như là một cái mạng lưới để quảng bá cho chế độ cộng sản Trung Quốc đó là lời phát biểu của ông Warner hiện nay thì gần như đảng cộng sản Trung Quốc đang sử dụng tối đa cái lợi thế của họ ở tại công ty TikTok vốn là công ty con của công ty Biden có trụ sở đặt tại Bắc Kinh có trên 100 triệu người sử dụng và họ sử dụng điều này để tuyên truyền quảng bá cho chế độ cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là vấn đề của Đài Loan. Bên cạnh đó thì à, TikTok đã cho phép nhân viên của họ có thể xâm nhập vào các trương mục của những người sử dụng ngay tại Hoa Kỳ và điều này có nghĩa là nhân viên mật vụ, tình báo và kể cả lực lượng PLA của Trung Quốc cũng có thể sử dụng những công cụ này để xâm nhập vào trương mục của các người sử dụng tại Hoa Kỳ. Và trước đó, cựu Tổng thống Trump cảnh báo và ông đã từng buộc công ty TikTok phải bán lại cho một công ty của Hoa Kỳ. Còn nếu không, ông sẽ cấm cửa vĩnh viễn công ty TikTok không được phép à, hoạt động tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới TikTok, thì một thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đã lên tiếng và xác nhận rằng ông Trump rất đúng. Và hiện nay, gần như là tiktok đang là mối đe dọa tôi nghĩ rằng ông trump đã đúng khi tiktok đã đe dọa tới cái uh, mạng xã hội uh, và uh, các cái uh, trẻ em và cái quyền lợi của phụ huynh đó là lời phát biểu của ông Warner đưa ra ngay sau khi mà ông đưa ra là giữa lúc mà uh, giám đốc cơ quan tình báo FBI là ông Christopher Ray nói rằng TikTok là một phần trong cái chiến lược thu họ uh, thu gom dữ liệu của cộng sản Trung Quốc trên toàn thế giới và chúng ta đang có những cái vấn đề gọi là lo ngại về an ninh rõ ràng là từ FBI và công ty TikTok và chúng ta cần phải xác định rõ ràng là công ty này đang có mối tiềm ẩn rất là lớn đe dọa tới toàn bộ tất cả các cái người sử dụng tại hoa kỳ và chúng ta cần phải có thái độ cứng trắng hơn ông warner đã lên biến tiếng cho biết như trên vào tuần trước thì giám đốc cơ quan tình báo ừ, lỗi gì, cơ quan điều tra liên bang của hoa kỳ fbi là ông christopher ray đã khẳng định TikTok là mối tiềm năng đe dọa tới an ninh quốc gia khi dữ liệu của người sử dụng đã được và các nhân viên của công ty TikTok là công ty ByteDance ở tại Trung Quốc có thể xâm nhập vào chương mục của những người này. Điều này có nghĩa là lực lượng công an, mật vụ và tình báo cũng như là lực lượng PLA của Trung Quốc cũng có thể xâm nhập vào một cách dễ dàng qua những công cụ mà công ty ByteDance cung cấp cho họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới mạng xã hội ngày hôm nay, công ty YouTube đã trở thành một trong những cái cơ quan tuyên truyền lớn của Trung Quốc khi Trung Quốc đổ tiền vào công ty YouTube. Bắc Kinh đã sử dụng cái mạng gọi là cái firewall tức là bức tường lửa để ngăn chặn người dân Trung Quốc có thể sử dụng YouTube. Tuy nhiên họ lại kiếm rất nhiều những nguồn lợi từ quảng cáo ở youtube đặc biệt là sử dụng youtube trở thành một công cụ để trở thành một cái công cụ tuyên truyền cho họ một bản báo cáo có tên gọi là chinese using ethnic minority influence to spread a Shijian narrative in social media tức là Trung Quốc đã sử dụng cái uh, sự, uh, những một số những người có ảnh hưởng trong cộng đồng tiểu số để mà tuyên truyền về Tân Cương và định hướng về các cái tin tức liên quan tới Tân Cương trên mạng xã hội. Trong đó đã được Bộ Hoa Kỳ xác nhận uh, ít nhất là 1741 cái video từ 18 người được xem là những youtuber nổi tiếng tại Trung Quốc về nói chuyện về Tân Cương uh, Tây Tạng và kể cả khu vực Nội Mông và trong đó gần như là các uh, youtuber ảnh hưởng này đều được bật đèn xanh bởi nhà nước Cộng sản Trung quốc để có thể có được một cái chương mục trên à, youtube và từ đó họ sử dụng chương mục này để tuyên truyền tất cả những cái hình ảnh tốt của Tân Cương của Tây Tạng và kể cả của khu vực Nội Mông và trong đó một trong những thí dụ điển hình là Li Ziki được xem là một trong những cái trang mạng lớn nhất ảnh hưởng ở bên ngoài của Trung Quốc trang mạng này là có trụ sở đặt tại tỉnh Tứ Xuyên và trong đó có hàng trăm người ở hải ngoại hàng trăm ngàn người ở ngoại theo dõi trang mạng này và Trung Quốc đã sử dụng trang mạng này để mà có thể gây ảnh hưởng và tuyên truyền cũng như là họ sử dụng một số những youtuber nổi tiếng ở bên ngoài nhưng lại có cái khối lượng xem đông đảo ở tại Trung Quốc đã được xem là mặc dù là YouTube không có hoạt động tại Trung Quốc nhưng một số người dân Trung Quốc vẫn vượt tường lửa để xem được những cái trang mạng này và họ dùng để tuyên truyền và nhắm vào cộng đồng người Hoa ở hải ngoại đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của tình hình mà họ tìm cách gọi là gây ảnh hưởng cho những người Hoa và cả cộng đồng ở ngoại liên quan tới tình trạng Tân Cương. Trong khi đó thì các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc đã đặt câu hỏi về tình trạng mà gọi là ân xá cho tù nhân của Miến Điện. Bản tin từ Seoul Nam hàng cho biết thời gian gần đây, hàng ngàn tù nhân của Miến Điện đã được ân xá bởi chính quyền quân Việt trong đó gần như là họ tìm cách gọi là cản trở rất nhiều những tù nhân chính trị khác. Miến Điện đã trả tự do cho khoảng 5.700 tù nhân trong cái ngày mà đánh dấu gọi là ngày chiến thắng của quốc gia này hôm thứ năm tuần trước và gần như những người được trả tự do rất hiếm là những nhà tranh đấu chính trị ở tại miền Điện chỉ có một số những nhà báo, những người ngoại quốc đã được trả tự do. Trong đó bao gồm một nhà trí thức của Úc, một nhà làm phim của Nhật và một cựu nhân viên uh, nhân viên ngoại giao của Anh, của Hoa Kỳ và của Úc. Trong đó thì một số những nhà hoạt động nhân quyền tại Hoa Kỳ đã lên tiếng và đón chào cũng như là hoan nghênh cái lệnh trả tự do này. Tuy nhiên thì các viên chức của Liên Quốc cho biết là lệnh trả tự do này lại không hề có một người nào nằm trong cái à, à, bối cảnh là bất đồng chính trị và đang bị tống giam ở tại Miến điện và hầu hết những kẻ được trả tự do mà mà công dân của Miến điện đều là những kẻ phạm tội liên quan tới hình sự và dường như là không hề có một tù nhân chính trị nào được trả tự do ngoại trừ một số những công dân ngoại quốc đã bị bắt giữ trước đây khi mà họ liên quan tới các cuộc biểu tình chống lại chế độ quân phiệt và hiện nay thì ít nhất trong vòng 24 giờ qua theo tường trình cho biết thì lực lượng quân phiệt là tiếp tục có những cái pháo kích dội vào một ngôi làng ở phía tây ở cả quốc gia này và ít nhất có 10 người đã bị thiệt mạng theo tường trình của các nhóm hoạt động nhân quyền cho biết mươi người đã bị bắt giữ kể từ khi mà chính quyền quân phiệt đã thực hiện một cuộc đảo chánh lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi vào tháng 2 năm 2021 và cho tới giờ phút này họ trả tự do cho 5.700 người nhưng lại không có những người được xem là lên tiếng chống đối về cái uh, việc mà gọi là lật đổ và đảo tránh của chính quyền quân phiệt và gần như là các tội phạm hình sự nhiều hơn đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay. Người sáng lập công ty TSMC cho biết là phòng nghiên cứu về cái loại chip điện tử cực nhỏ của Đài Loan sẽ được xây dựng tại Hoa Kỳ sau khi mà ông gặp gỡ với bà phó tổng thống Kamala Harris trong hội nghị APEC người sáng lập công ty TSMC công ty sản xuất chip điện tử lớn nhất thế giới của Đài Loan là ông Morris trong ngày thứ hai xác nhận rằng công ty của ông sẽ xây sẽ à, xây dựng cái loại chip điện tử có tà, mà cực nhỏ tức là trinanometer à, ở tại Arizona trong cuộc họp báo và được thực hiện ở ngay tại văn phòng của à, bà phái đoàn của Đài Loan ở tại à, của hội nghị APEC, tức là cái văn phòng mà được đặt ra để mà Đài Loan có thể tham gia vào hội nghị APEC đưa ra kết luận vào ngày thứ Bảy kể từ ông khi mà ông Chan được xem là cha đẻ của ngành sơ tại Đài Loan dẫn đầu một phái đoàn và ông nói rằng à, TSMC sẽ tiếp tục thúc đẩy việc mà hỗ trợ cho cộng đồng quốc tế và trong lời phát biểu của ông thì à, công ty TSMC đã đầu tư vào loại gọi là truy nanometer tức là cái mà loại uh, chip điện tử cực nhỏ này ở tại Hoa Kỳ tuy nhiên hiện nay thì uh, cái sáng kiến mới là loại truy nanometer tức là loại càng cực nhỏ hơn sẽ được sản xuất ngay tại Arizona Hoa Kỳ và nó sẽ được trọng tâm nằm tại Hoa Kỳ không phải tại Đài Loan đây được xem là lời khẳng định mới nhất của nhà lãnh đạo của công ty TSMC và là người sáng lập công ty TSMC của Đài Loan đang có mặt trong hội nghị APEC và gặp gỡ với bà phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và trong đó ông cam kết rằng sẽ thúc đẩy việc sản xuất về semiconductor tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết là tình trạng thực phẩm thiếu an toàn và tình trạng tham nhũng trong Cục Quản lý Thực phẩm đã dẫn tới việc mà có thêm ít nhất một số học sinh đã bị ngộ độc ở tại Khánh Hòa, Nha Trang. Bản tin cho biết tình trạng kiểm soát về thực phẩm tại Việt Nam càng lúc càng lỏng lẻo và sự tham nhũng trong ban quản lý thực phẩm thị trường đã không có đủ khả năng để mà quản lý cũng như là có tình trạng tham nhũng dẫn tới tình trạng 600 học sinh của trường học ở tại Khánh Hòa đã bị ngộ độc và đưa vào bệnh viện sau khi mà họ ăn một số thực phẩm được đưa vào từ bên ngoài và một số thực phẩm từ trong nhà trường khi mà họ sử dụng những cái nguồn thực phẩm được xem là bất minh đã đã tức là không rõ ràng đã, đã để nấu cơm trưa cho các em. Đây được xem là một trong những cái vụ tai nạn mới nhất và Việt Nam trong thời gian gần đây được xem là có rất nhiều những vụ ngộ độc thức ăn do tình trạng quản lý yếu kém về thực phẩm cũng như là do tình trạng tham nhũng lan tràn trong cái ngành gọi là quản lý thực phẩm và nhiều loại thực phẩm đã không được an toàn đã được tung ra bán trên thị trường mà thiếu sự quản lý đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay một cái căn bệnh được xem là không thể thay đổi khi các cán bộ đảng viên Cộng sản lúc còn tại vị thì lúc nào cũng khoe khoang về đạo đức Hồ Chí Minh và sức khỏe tốt. Tuy nhiên, khi bị bắt giữ hoặc là bị truy tố những tội trạng khác đều nêu lý do sức khỏe để tìm cách tránh né việc xét xử này và trong đó thì vụ mới nhất là cựu thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, một trong những kẻ đang bị xét xử trong những cái gọi là vi phạm luật lệ của cộng sản đã yêu cầu là phải hoãn lại cái phiên xử này sau khi ông này đã được đưa vào bệnh viện với cái tình trạng gọi là sức khỏe không được tốt và ông ta phải nhập viện để điều trị. Đây được xem là một trong những cái hiện tượng thường xuyên xảy ra dành cho những cán bộ đảng viên cao cấp của Cộng sản Việt Nam. Lúc còn tại vị thì chưa bao giờ bị bất kỳ một căn bệnh nào, mặc dù ăn nhậu rất thoải mái nhưng khi bị bắt giữ hoặc bị truy tố về vào bất cứ tội danh gì thì đều lên tiếng và cho rằng họ đang có bệnh không bệnh này cũng bệnh khác và yêu cầu được điều trị trong bệnh viện và tránh né những cái phiên xét xử đối với họ và đây được xem là truyền thống của các cán bộ đảng viên đảng cộng sản và được xem đó cũng là một trong những cái đạo đức của hồ chí minh đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay công an cộng sản việt nam đã bắt đầu lập chiến lược để đối phó với tình trạng gọi là cá độ túc cầu giữa lúc mà giải world cup đang diễn ra tại qatar bản tin mới nhất cho biết thì phía bộ công an cộng sản việt nam đã bắt đầu đăng những cái số điện thoại trong đó cho thấy rằng là người dân có thể gọi để báo cáo là những cái cuộc gọi là cá độ về bóng đá một cách bất hợp pháp tại việt nam và trong đó họ cung cấp rất nhiều những số điện thoại khẩn cấp để mà tránh tình trạng có những người thua độ bóng đá và tiếp tục đi nhảy cầu. Đây được xem là một trong những cái thường xảy ra trong những cái giải tà túc cầu thể thao thế giới khi mà cả khán giả Việt Nam say mê túc cầu chẳng qua là do cá độ nhiều và họ thường xuyên cá độ và văn hóa cá độ này nó nằm ở trong cái lượng gọi là fan bóng đá tại Việt Nam và giờ đây thì báo công an đã bắt đầu phải mở chiến dịch đối phó với những cái cuộc gọi là tổ chức cá độ về túc cầu à, đặc biệt dựa trên cái giải World Cup diễn ra tại Qatar. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin thời sự này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký vào buổi chiều. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!